Dạ, Kha xin kính chào bà con cô bác anh chị mình trong nước trong ngoài nước. Bữa nay bà con cô bác anh chị mình đã thương tình Kha thì ủng hộ cho em trả tiền xe đạp và điện thoại. Kha cũng cảm ơn bà con cô bác anh chị mình trong nước và ngoài nước nhiều lắm. Em xin chúc cho bà con cô bác anh chị mình một năm mới an khang thịnh vượng. Mà đêm nay hồi trưa đó em cũng đi bán vé số về cũng hơi trễ, em hơi mệt và em nghỉ chút xíu rồi bây giờ em không dám để mà tiền trong mình, em sẽ gửi tiền cho mà em thiếu và bà con của bác chị mình. Sẵn có em Bình đây, em kêu em Bình chở em dùng luôn. Dạ. Quý cô chú anh chị, thì chị Mộng Kha đó thì cũng đã đi bán vé số về cũng giấc trưa rồi, thì bên cạnh đó thì cũng đã dọn dẹp nhà cửa xong, rửa chén bát này kia xong, rồi dùng cơm xong, nghỉ ngơi một chút xíu. Thì sẵn dịp Bình cũng ở gần đây thì chị Mộng Kha cũng có điện cho Bình để nhu cầu Bình chở chị ra tiệm mà chị mua xe đạp và điện thoại đó. Để gửi lại số tiền mà chị đã thiếu từ lúc mà chị mới mua. Thì đây thì cũng nhận được tấm lòng từ quý Mạnh Thường Quân, gia đình cô chú giấu tên sống bên Mỹ, thì gửi cho chị Mộng Kha để trả nợ ha. Thì bây giờ thì Bình cũng lại tới, thì Bình cũng chở chị Mộng Kha đi. Tại vì từ đây tới đó đạp xe đạp cũng rất là khó, cũng mệt cho chị nữa. Rồi bên cạnh đó thì chân của chị thì cũng đang đau. Bữa hổm thì chị đi có đi mò ốc bắt cua đó, đi bán vé số về sớm đó cả nhà. Thì Bình cũng gửi ý kiến cho chị Mộng Kha hoài, mình bán về mình mệt á, mình mua đồ ăn 20 ngàn hay là 30-40 ngàn gì đó, 50 ngàn gì đó. Yeah. Mình dùng một ngày đi, rồi mình đừng có đi mò ốc bắt cua, lỡ như này kia trong nước á, mình không thấy á, nó cũng mệt, nha chị. Yeah. Thì bây giờ thì Bình mời cả nhà cùng đi cùng với Bình và chị Mộng Kha để đi... gửi tiền cho anh chủ tiệm cửa hàng Bảo Nhi ha cả nhà, tại Cầu Trắng á. Thì tới đó thì mình sẽ cập nhật cho cả nhà xem nữa ha. Sẽ mời một con cô bác anh chị mình Đi theo chị Mộng Kha ha. Bình mến chào quý cô chú anh chị, mến chào bà con cô bác đang xem kênh của Bình Đen. Thì hôm nay Bình cũng được sự nhu cầu của chị Mộng Kha, bên cạnh đó cũng nhận được tấm lòng quan từ quý cô chú anh chị, quý bà con cô bác, quý Mạnh Thường Quân sống bên Mỹ, đã gửi cho chị Mộng Kha với số tiền là 1.6 triệu. Thì bên cạnh đó thì chị Mộng Kha thì cũng nhu cầu Bình để chở chị Kha qua đây, tại vì chị Kha đạp xe đạp á, lâu ngày thì nó bị đau mông ha cả nhà, thì cho nên là Bình cũng rảnh thì Bình cũng chở chị Kha qua đây để chia sẻ cho cả nhà xem. Thì chị Kha hiện tại giờ thì đang ngồi ở phía bên kia đó cả nhà, thì Bình cũng sẽ cập nhật cho cả nhà xem chị Mộng Kha đã thiếu cửa hàng Bảo Nhi mua điện thoại và mua xe đạp là bao nhiêu, rồi chị Kha trả bao nhiêu ha cả nhà. Thì bây giờ Bình mời cả nhà cùng tiến vào trong cửa hàng Bảo Nhi cùng với Bình ha. Đây cả nhà, thì cửa hàng Bảo Nhi thì bao gồm buôn bán cũng rất là nhiều, giống như là xe máy điện, xe đạp điện, rồi xe đạp cho các em học sinh. Rồi bên cạnh đó thì cũng bán rất là nhiều bịch siêu tốc, hay là bếp ga, hay là nồi cơm điện, rồi đèn led này kia, điện thoại luôn ha cả nhà. Nói chung là cửa hàng bán rất là nhiều thứ ha. Thì bây giờ thì Bình cùng mời bà con cô bác chào anh Vĩnh và chị Mộng Kha. Mà xin chào cô chú mình trong nước trong ngoài nước. Bữa nay cô chú mình sẽ mà giúp đỡ cho Kha, thì Kha không có gì cảm ơn bà con cô bác nhiều đâu, mà chúc cho bà con cô bác mình một năm mới được an khang thịnh vượng, dàn sự như ý, mua mai văn đắc, đi tới đâu người ta thương tới đó. Bà con cô bác chịu đã thương tình Kha, giúp đỡ cho Kha, còn gửi tiền cho Kha trả, mà gửi cho anh Vĩnh tiền xe đạp và điện thoại,
Dạ, bây giờ Kha ở mình ơn Kha không dám cất. Bây giờ Kha đợi sẽ lấy gửi cho anh Vĩnh chất xong cho vừa. Dạ, dạ. À, vậy là bữa nay mình quyết định là gửi đứt cái số tiền mà mình còn thiếu lại ha. Dạ, chị ha. Dạ, chị mình ơn, chị không dám để tiền trong mình nó cưng. Dạ. Dạ, rồi em cũng rất là chân thành cảm ơn chị ha. Dạ. Cho bà con cô bác được biết ha. Dạ, dạ. À, anh Vĩnh ơi, bữa nay thì thêm đây là cả nhà. Đây là chủ cửa hàng Có Tâm tại Cầu Trắng đó. Trước thì cũng có mua xe đạp và mua cái điện thoại, thì ông chủ cửa hàng đây, anh Vĩnh đây cũng tặng cho chị Mộng Kha là một cái quà và nón bảo hiểm. Rồi bên cạnh đó thì sau khi mà 1-2 ngày khi mà đăng video mua xe đạp tại cửa hàng đó thì anh Vĩnh thì cũng có đích thân đến nhà để thăm hoàn cảnh của chị Mộng Kha. Thì bên cạnh đó thì cũng có quà sách tay cũng giống là nồi cơm điện đó, thì cho nên bữa nay thì sau một thời gian chị Mộng Kha thiếu thì chị Mộng Kha cũng đã được tấm lòng của quý mạnh thường quân gửi cho chị Mộng Kha để trả đứt cái số nợ mà thiếu anh. Dạ. Anh cảm thấy có vui không anh? Em thì rất vui, nhưng mà vui nhất là cái hoàn cảnh của Mộng Kha được quý mà mạnh thường quân chứ anh chị em mình trong nước và ngoài nước giúp đỡ. Nhưng mà bữa nay thì chị Mộng Kha có nhận được cái số tiền mạnh thường quân gửi trả em đó, chị Kha đem qua trả em. Nhưng mà em nhận cái số điện thoại người ta gọi thì nói là cái chuyện tiền hỏi em á là tiền chị Mộng Kha thiếu nhiêu tiền. Yeah. Rồi thiếu chị lâu chưa, nói qua trả có qua trả chưa, hỏi em vậy đi, nhớ nói chừng nào chị Kha có tiền chị Kha trả à. Rồi chị Mộng Kha bán vé số ngang đi á, anh có từng ủng hộ giùm chị không? Bọn của anh cố ngang làng cũng một lần rồi, mấy lần sau không có chạy ngang đây, tới đằng kia là hết rồi. Vậy là chưa có qua, chỉ là qua được một lần, qua rồi. Được lần à, ghé có một lần thôi, ghé lần một vậy mà nói một ngày vậy á, có một ngày một tờ vé số à, không được ha. Tại vì chị Mộng Kha chạy tới gần tới quận cốc này là hết vé số rồi, vé số bán rồi. Tại vì chị Mộng Kha bán với 200 tờ thôi, vừa sức khỏe vừa sức của chị Kha thôi. Đúng rồi, nếu mà bán nhiều quá đạp xe đạp nó đường xa đôi khi mệt mỏi rồi về nhà chị không dám ăn uống, không dám mua đồ ăn nữa, đi mò ốc bắt cua nữa. Đúng rồi, thấy cũng rất là tội nghiệp, cho nên bà con cô bác cũng khuyên, rồi em cũng khuyên nữa, mình mua đồ ăn 30-40 ngàn mình về mình dùng nguyên một ngày rồi, đúng không anh? Đúng rồi, nói thật chứ chị Mộng Kha mình bán 200 tờ thì mình cũng được dư dục đỉnh rồi, mình mua gì để mình ăn cho đủ sức khỏe mình đi. Chứ đừng mình tiết kiệm là đều có rất tốt. Nhưng mà mình đừng tiết kiệm quá, tại tiền mình làm ra mình cứ xài xài vừa mức mình thôi, đừng có xài quá là được rồi. Mình để chờ lại một mớ để cái này đau bệnh này kia sau này mình có tiền mình ấy. Nhưng mình xài một ít thôi, xài 50-60 ngàn hoặc 100 ngàn thì mình chờ lại vậy đó. Giống như một ngày á, em cũng nhu cầu chị à, một ngày giống như là vô 250 ngàn đi hay là 200 ngàn đi, mình xài hết 50 hay là 70-80 hay là 100 đổ lại đi, phần còn dư lại bao nhiêu đó mình tích lũy giống như là mình muốn mua bếp ga hay là muốn mua vật dụng trong nhà gì đó, chén bát đũa này kia đó chị. Đúng rồi. Đó, mình sẽ có tiền mình mua. Thì đôi khi em thì em cũng giúp chị là chia sẻ thôi, em không có gì giúp chị cả. Thì đôi khi bà con cô bác thấy được cái hoàn cảnh của chị thì người ta cũng có duyên, thì cô chú cũng giúp chị một phần nào đó đó chị. Yeah. Em chỉ là nhu cầu chị như vậy thôi. Chứ sức khỏe là trên hết đó chị. Sức khỏe là trên hết. Dạ, nếu mà mình không có sức khỏe là không có đạp xe đi bán vé số được đâu. Đến từ lúc em mua điện thoại cưng á. Ngồi đi, ngồi đi. Chị ngồi đi. Mà mua điện thoại với xe đạp cưng á, giờ chị lại đem tiền gửi cho cưng, không chị không biết mấy ngày nữa. Chị, dạ. Cái tiền hỗn của chị là còn 1.590.000. Dạ. Từ đó giờ cũng mười mấy ngày rồi. Dạ, dạ. Mà cái chị mua cái xe đạp. Dạ. Cái điện thoại. Dạ. Thì xài thấy ok không? Thấy ok. Ok. Dạ. Cảm ơn chị. Chị cảm ơn. Dạ. Dạ. Rồi cưng đã tặng nồi cơm điện cho chị đó, chị cảm ơn cưng nhiều lắm. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Cái nồi cơm điện nghe gì chị nấu thấy nồi cơm nó ngon không? Ngon lắm. Đúng rồi. Lần đầu chị không biết nấu mà để
để nước hơi nhiều một chút á. Nó nhão à? Nhão, bây giờ chị biết nấu rồi. Nấu được, được rồi bác Cưng. Dạ, chị cảm ơn Cưng dạ. nhiều nha. Cái lời cơm đó thì bên của hãng Hasuka. Dạ, bên, nấu dạ, bên dạ. công ty Liên Anh, bên Cần Thơ tài trợ. Dạ, dạ, dạ. Em thì đi tặng. Dạ, dạ. Chị cảm ơn Cưng nhiều. Dạ. Dạ. Dạ, bây giờ chị sẽ mất tiền gửi cho Cưng nha. Dạ, dạ. Vì thiếu mà Hưng là tháng Cưng có lấy tiền lại không? Không lấy lại gì đâu, Hưng chị dạ. chỗ nào chị thiếu gì là chị có trả được rồi, dạ. chứ có gì đâu. Dạ, chị cảm ơn Cưng nhiều. Dạ, rồi, cảm dạ. ơn chị, em thôi chị lấy 10.000 nha. Dạ. Rồi, nè chị em nhận 1.600.000 nha. Dạ. Rồi, cảm ơn chị rất dạ. nhiều. Chị cảm ơn Cưng nhiều. Dạ. Dạ. Đây để em đi lấy tiền thôi chị. Dạ, dạ. Mà chị lợi tới trả tiền mà sao chị nói chuyện em cảm thấy là chị hơi run hay là sợ chị, hay là sao hả chị? Chị run, chị sợ, Cưng ơi lâu lâu chị không... Sao vậy? Sao mà run phải sợ? Mình thiếu tiền thì mình trả dạ, thôi, dạ. chứ đâu có gì đâu sợ chị. Hồi đó chị không dám mua đồ nhiều gì Cưng. Nói chuyện dạ. lưng lớn lên bà con mới dạ, nghe. Dạ. Hồi đó chị không được mua đồ nhiều gì á, chị quen không... mừng á chị, mừng hả? Dạ chị mừng bà con cô bác đã ủng hộ cho chị á, chị mừng lắm, dạ thương tình chị cảm ơn bà con cô bác chị trong nước ngoài nước nhiều lắm. Dạ thì bên cạnh đó thì chị cũng đỡ được một phần dạ. Anh Vĩnh thì cũng tặng cái nồi cơm điện cho dạ, chị dạ, tặng đó thì chị khi mà chị đi làm về đó đi bán dạ. cái số về đó dạ. thì chị nấu trong mất trong vòng là 5 phút thôi đúng dạ, không chị? Đỡ hơn chị nấu nồi cơm nấu nồi cơm củi nhiều lắm Cưng ơi. Đỡ hơn nhiều dạ, hả? Đỡ hơn nhiều lắm. Hơn được nồi cơm chờ... củi mình nấu làm sao? Hồi đó chị nấu nồi cơm củi chị nhúng lửa cỡ 5-10 phút 15 phút chưa cháy nữa. Nhúng cháy, nhúng củi. Rồi bây giờ có cái nồi cơm điện thì nó thoải mái hơn hả? Dạ, mình là chỉ là ghim điện dạ. và rửa gạo rồi mình lau cho sạch. Đúng rồi. Lau cho khô ha, dạ, trước khi mình khô. Để vô mình nấu á chị. Dạ. Nó sẽ một phần cái sẽ tốt. À, cho nồi cơm điện không dạ. có bị chạm này kia hết chị. Dạ dạ. Thì chị bây giờ thì cũng đã biết cách nấu rồi ha. Biết rồi Cưng. Thì cơm bây giờ thì còn nhão không hay là còn hết rồi, nấu lần đầu nhão, bây giờ hết nhão rồi. Hết hả? Hết là nấu biết, ngon luôn hả? Từ ngon. Biết ha. Ngon lắm, nồi cơm nấu ngon lắm. Mọi chị cũng cảm ơn anh Vĩnh nữa dạ. rồi chúc cho Cưng một năm mới được an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Là cảm ơn bà con cô bác chị trong nước trong ngoài nước nhiều lắm nha chị. Sẽ chúc cho bà con của bác chị sẽ được an khang thịnh vượng cùng nhận sự như ý làm ăn phát tài luôn nha. Rồi cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Em phải chuyển người trả tiền. Dạ. Dạ. Yeah. Dạ. Đây là dạ. gửi lại cái tiền dư. Tiền dư dạ. 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 Cũng đã ha. Bây giờ thì cũng xóa sổ đây ha. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Ủa có ghi sổ đâu mà xóa? Đâu ghi sổ đâu. Dạ. Chưa, bữa nay hồi lúc mà mỗi ngày á chị Kha quay cùng với em á không có gương không có sợ gì hết. Rồi gương rồi. Qua đây hơi gung rồi. Sợ nói chị hay là thấy em đẹp trai quá chị Kha cũng hả chị Kha yeah. em của mình á em của mình chị thương chị dạ đó. Chồng dạ. chị cho vui thôi chồng nhưng mà em suy nghĩ là chị còn Kha đi đâu cũng không sợ nói chuyện rất là mạnh mẽ nhưng mà khi mà đến cái cửa hàng của anh Vĩnh ngay cầu trắng rồi đó thì chị còn Kha hình như là rung từ lúc mà mua cũng rung mà bây giờ lại tới trả tiền cũng rung dạ. không lấy tiền lời đó chị. Đó mình lại tới đây á đó cửa hàng nè cũng mời mình uống cà phê nè uống nãy giờ còn nước không rồi chị khác nước rồi không mà nhiều khi thấy cuộc sống của chị còn Kha mà từ lúc có xe đạp này kia đó anh Vĩnh thì thay đổi không anh Vĩnh? Thấy cuộc sống nó cũng thay đổi đi chút đỉnh rồi yeah. nhưng mà cũng còn khổ còn cực lắm chứ không có khỏe như hồi về mà ấy đâu. Hồi trước thì nó cũng anh chị Kha đã khổ rồi bây giờ đỡ thêm được chút đỉnh nào thôi nên cũng nhờ quý anh chị và Mạnh Thường Quân giúp đỡ và hỗ trợ yeah. cho nên chị Kha mới có được chút xíu hiệu quả cho nên chị Kha cũng gắng làm này kia. Rồi chị Kha mà kiếm được tiền chị Kha cũng dám xài nữa anh chị yeah, là yeah. để dành yeah, dành yeah, tiền yeah, lên không yeah. à và nhiều khi sức khỏe còn hơi yếu nữa đó dạ. là lý do mình đi làm đi sáng đi rồi tới chiều rồi đi mò cua bắt ốc nữa và số tiền nó dành lên không dám ăn bồi bổ sức khỏe mình vô đó. Nó cũng hơi con người chị Kha thấy nó hơi hao hóc con người á dạ. thì đi bán
cái số lạnh chiều nay chị bán tới 8 giờ, dạ. 7 giờ, 8 giờ mới chị về. Đúng rồi. Rồi dắt sáng đi 5 giờ mấy chị đạp xe đi bán nữa đó, bán hai lần mới mau hết. Dạ. Dạ. Cửa hàng của Bảo Nhi á cả nhà, thì buôn bán thì cũng rất là có tâm. Thì dạ. Bên cạnh đó thì khi mà những hoàn cảnh khó khăn á, khi mà Bình nhu cầu cũng giống như là mua đồ này kia trao cho hoàn cảnh á, tặng cho hoàn cảnh á, thì anh ấy bán sát giá, lấy giá gốc không à cả nhà. Đôi khi tiền xe á, anh ấy còn không nhận cả nhà. Đó là cửa hàng Bảo Nhi tại Cầu Trắng ha. Không phải là Bình giới thiệu sản phẩm, không phải đâu. Cái này là cũng giống như là cái tấm lòng của ảnh từ đó tới giờ đã có từ trước tới nay rồi. Ngay cả ai cũng vậy thôi cả nhà, chứ không phải là riêng về Bình. Dạ đúng rồi. Thì đặc biệt nhất là bây giờ hiện tại giờ thấy chị Mộng Kha vậy thôi, mà ảnh thì giờ không biết là chị Mộng Kha có thu nhập đồng ra đồng vô hay không mà ảnh vẫn cho thiếu. Dạ. Bên cạnh đó thì cũng được tấm lòng của cô chú và chị Kha thì cũng buôn bán thì cũng dành dụng được, nhưng mà chưa có đủ để trả dạ. cho anh Vĩnh đó cả nhà. Thì xong cái Mạnh Thường Quân, cô chú anh chị bên Mỹ thì cũng thấy như vậy, tội nghiệp cho chị Mộng Kha thì cũng gửi cho chị Mộng Kha để trả hết số nợ. Đừng cho ban đêm ban hôm, đôi khi suy nghĩ mình dành dụm được chút, mình mới bán được có mười mấy hai chục ngày rồi bắt đầu mình dư cái mình đem đi trả thì nó hết, mình cảm thấy mình buồn. Bây giờ thì cô chú đã giúp đỡ được phần đó thì cũng rất là mừng rồi ha. Dạ, chị yeah. mừng lắm. Dạ yeah, chị mừng. Yeah. Thì em cũng rất là chân thành cảm ơn anh Vĩnh đã luôn luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác. Đúng rồi. Khi em khép video đó thì anh Vĩnh có là gì muốn nói đến bà con cô bác không? Thì em chào bà con cô bác nha, chúc bà con cô bác chú Vĩnh Quân là một năm mới, một năm sức khỏe dồi dào, bây giờ gặt hái nhiều thành công trên cuộc sống nha anh chị. Em thì em những hoàn cảnh em gặp mà em thấy hoàn cảnh khó khăn này kia, em thấy em cầm lòng không được. Em khi bán trái vốn, khi bán lỗ, rồi tặng quà thêm nữa, khổ lắm. Em thấy em cầm lòng không được anh chị ơi. Tại mình thấy con ta khổ, mình trong mình, trong những người mình nó thấy sao sao á, mình muốn làm gì đó không à. Cho nên em phải làm thôi. Rồi, cảm ơn anh chị. Dạ. Thì chị Mộng Kha có là gì gửi cho bà con cô bác không nè? Chị có gửi lại bà con cô bác chị mình trong nước ra ngoài đó, cùng con các em nhỏ nhỏ, chị chúc cho bà con cô bác chị được vui mạnh khỏe và được mà một năm mới được vạn sự như ý, làm ăn phát tài. Dạ. Thì thôi video thì buổi trao tiền cũng đến đây thì cũng khá dài rồi. Thì mình cũng xin phép là khép lại video tại đây ha. Chúc quý chú anh chị với bà con cô bác xem video thật vui vẻ. Thì nếu có đi ngang Cầu Trắng, chợ Cầu Trắng đó cả nhà, thì nhớ ghé cửa hàng Bảo Nhi để mua cho mình một món đồ cũng giống như nho nhỏ hay là nồi cơm điện hay là bình siêu tốc. Nói chung là tivi, tủ lạnh nó giặt. Tivi này kia đó, tủ lạnh này kia đó thì có hết nha. Đặc biệt nhất là những chiếc xe đạp xinh xắn, xe đạp điện hay là chiếc xe đạp nhỏ của các em đi học đó, thì cửa hàng đều có bán luôn cả nhà. Yeah. Thì mình cũng xin phép các video tại đây ha. Mình xin chào cả nhà. Rồi, chào anh chị.